Nhà sư này vừa lên máy bay đã thấy sau lưng nữ tiếp viên hàng không đột nhiên xuất hiện nhiều vết chân máu. Nhà sư muốn xuống máy bay nhưng không kịp nữa rồi. Thế là ông ta bắt đầu đọc kinh. Đây là bộ phim kinh dị Thái Lan đáng sợ nhất năm 2012. Nghe nói khi mới công chiếu đã có hai khán giả nữ đã sợ đến mức ngất xỉu tại rạp. Phim rốt cuộc kể về chuyện gì? Hãy cùng cuồng phim tìm hiểu nhé. Những cảnh kinh dị đã được bọn mình che đi, các bạn yên tâm xem nha. Bạn nào xem hết video hãy comment ở phần bình luận để biết ai chất như nước cất nhé. Một công ty hàng không vô nhân tính ở Thái Lan, sau khi sơn mới và cải tạo máy bay từng xảy ra tai nạn thì lại đưa vào sử dụng tiếp. Mã số mới của máy bay này là 407. Vụ tai nạn trước đây khiến 36 hành khách trên chuyến bay chết sạch, chỉ có một tiếp viên hàng không sống sót. Niu chính là tiếp viên hàng không may mắn đó. Điểm đến lần này của 407 là đảo Phuket. Tối hôm ấy có rất nhiều khách đến đó du lịch. Thành viên tổ bay lần lượt vào vị trí. Niu đi qua bên cạnh máy bay và đột ngột dừng lại. Trong lòng bắt đầu có dự cảm không lành khó nói. Kỹ sư bay banh nghe thấy trong máy bay có tiếng động bất thường nên đi vào kiểm tra. Một bóng người lướt qua sau lưng. Lúc anh muốn ra ngoài thì cửa đã bị khóa. Hành khách cũng đã lên máy bay. Gip đang chơi game, đột nhiên phía trước có một quả bóng da lăn đến. Cô bé ném quả bóng về chỗ cũ nhưng nào ngờ dây tiếp theo bóng lại lăn lại. Gip thấy phía trước có một cậu bé để lộ nửa khuôn mặt. Lúc này có một nhà sư bước vào và ngồi gần Gip. Tiếp viên hàng không đi qua hàng ghế của họ. Trời ơi, phía sau cô ấy tự nhiên xuất hiện dấu chân máu. Nhà sư sợ đến mức muốn chạy xuống ngay nhưng không kịp nữa rồi, chỉ có thể bắt đầu niệm kinh. Gip đến đó chất vấn nhà sư, ngài nhìn thấy rồi à? Nhà sư lại nói dối rằng, không, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Máy bay chuẩn bị cất cánh, tiếp viên hàng không và phi công nhảy một tiết mục múa chào mừng. Cả khoang hành khách ngập tràn niềm vui, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể ngờ được rằng chuyến bay này sẽ tiễn đưa mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Phi công chuẩn bị thực phẩm nhưng không mở được tủ ra. Niu qua đó đập một nhát vào góc tủ khiến cánh cửa bật mở. Điều này khiến cô càng thêm chắc chắn, máy bay 407 chính là máy bay tai nạn lần trước. Niu quay đầu, bất chợt nhìn thấy một con ma, dọa cô sợ hết hồn. Mọi người chạy đến nhưng chẳng nhìn thấy gì cả. Trong khoang hành khách, anh Tết Tóc còn đang tán gái, anh ta đi thẳng tới làm quen. Sau khi biết tin An không có bạn trai, anh vui sướng vào nhà vệ sinh. Anh Tết Tóc vừa rửa mặt vừa tự khen mình quá là đẹp trai, nhất định phải cưa đổ án trước khi xuống máy bay. Nhưng đột nhiên từ sau lưng xuất hiện hai cánh tay dính máu, cào vào mặt anh ta rồi để lại vết xước. Sau khi về chỗ ngồi, An phát hiện ra vết thương, lúc hỏi tiếp viên băng gâu ở đâu thì vết thương tự nhiên biến mất. Chiếc máy bay này sắp xảy ra chuyện, anh đầu chọc phiên bản Plus đột nhiên đứng dậy hét ầm lên, tôi muốn xuống máy bay, sau đó mạch máu trên mặt biến thành màu đen. Chẳng lẽ sắp biến thành zombie à? Nhưng phim này không phải phim zombie mà. Anh đầu chọc giơ hai cánh tay ra, tứ chi mất kiểm soát, đột nhiên đầu anh ta xoay 180 độ sau đó ngất xỉu ra sàn. Những người có mặt ở hiện trường đều run lẩy bẩy bước đến gần kiểm tra, anh đầu chọc vẫn thoi thóp thở. Không bao lâu sau, anh lại đứng lên lần nữa giống như người bình thường. Lúc này, máy bay đã bay lên độ cao hàng vạn mét, kỹ sư bay banh bị nhốt, đột nhiên trông thấy máy bay mới tinh trở nên hoen dỉ cũ kỹ, còn xuất hiện thêm mấy hồn ma đang nhìn chằm chằm về phía này, khiến banh sợ đến mức vội bò về sau. Lúc này, hệ thống khí áp của máy bay xuất hiện vấn đề, cảnh báo của khoang điều khiển liên tục nhấp nháy. Cơ phó đến khu cơ khí kiểm tra sự cố thì phát hiện ra banh, anh nhanh chóng cứu banh ra ngoài. Cơ phó tiếp tục kiểm tra, chân dẫm phải thứ gì đó nhớp nháp, anh thử mở đèn. Ôi mẹ ơi, bên cạnh có bao nhiêu ma đang đứng nhìn. Cơ phó hét ầm lên một tiếng, sau đó mặt anh vô hồn rồi bất ngờ đi xuyên qua tường vào khoang điều khiển. Lúc này máy bay vẫn đang di chuyển đúng như lộ trình dự kiến. Sau khi anh ta đi vào thì một con ma đã che hai mắt cơ trưởng. Thật lợi hại, người mù lái máy bay à? Máy bay lao về hướng mây đen có sấm chớp, sắp sửa gặp nguy hiểm nhưng không ai biết. Sau khi con ma khống chế máy bay thì thân máy cũng xuất hiện biến đổi. Lớp sơn mới phun biến thành bộ dạng gì xét nghiêm trọng, nhìn qua cửa kính có thể thấy, hành khách bên trong mặc quần áo kiểu dáng 10 năm về trước. Hồn ma bắt đầu làm hại hành khách, phá hoại hệ thống dưỡng khí trên máy bay. Trên độ cao hàng vạn mét, những người trong khoang đều thiếu oxy trầm trọng, một tiếp viên nữ chết ngay tại chỗ. Các hành khách bắt đầu dãy dụa trong đau khổ, banh thấy một hành khách đột nhiên nhảy hip hop trên sàn. Thấy mọi người gần chết ngạt, banh nhanh chóng lấy mặt nạ dưỡng khí khẩn cấp ra. Bạn từng thấy tiếp viên nào gợi cảm như vậy chưa? Một xe đồ ăn được đẩy ra ngoài, tiếp theo đó chị tiếp viên hàng không xuất hiện, khuôn mặt vô cùng sống động. Chị ấy quá chuyên nghiệp luôn, đã thành ma rồi mà vẫn phục vụ mọi người. Niu đeo mặt nạ oxy cho khách, nhưng mặt nạ nhiều nhất chỉ có thể cung cấp oxy trong vòng 15 phút, nếu không có oxy thì mọi người sẽ chết. Lúc này một bà lão lo lắng, đến mức hít nhiều khí oxy khiến fan ngồi ghế sau không hài lòng. Bà già này, bà có thể hít thở chậm một chút không, trở lại không khí cho người khác nữa chứ? Cô gái đứng dậy định cãi nhau. Bà ấy bị ốm, cô không thấy à? Bọn họ cãi nhau ầm ĩ trên máy bay, đột nhiên vang lên bài hát mừng sinh nhật. Chiếc xe cũ kỹ đó chậm chậm lăn bánh, bỗng nhiên xuất hiện ba ngọn nến cắm phía trên, còn truyền đến âm thanh thổi nến. Từng ngọn nến bị thổi tắt khiến nhà sư sợ hãi cực độ. Trong khoang máy bay, nỗi sợ đã đạt đến đỉnh điểm. Anh Tết Tóc định qua đó đẩy xe đồ ăn đi, lúc đi còn hôn An một cái để có thêm chút khích lệ của tình yêu. Đúng là trước khi chết, anh đây cũng phải là một con quỷ đa tình. Anh Tết Tóc qua đó cố gắng đẩy xe vào trong, giây tiếp theo chiếc xe bỗng dưng biến mất dạng. Tiếp theo đó, An bắt đầu co giật, sau đó đột ngột đứng dậy hét lớn. Niu, mày ở đâu? Mày bỏ rơi tụi tao, tao muốn chúng mày phải chết chung. Nói xong, cô ấy bèn ngã vật ra ghế, hành khách khác sợ đến mức thở hồng hộc.
Rất nhanh, khí oxy đã cạn, Banh đang sửa hệ thống dưỡng khí, khí oxy của hai người đã dùng hết rồi. Trước khi hôn mê, Banh đã nối xong dây điện. 10 phút sau, mọi người đều tỉnh lại, hóa ra Banh dựa vào vận may sửa xong hệ thống khí, nhưng cụ già do tuổi cao sức yếu nên đã qua đời rồi. Banh và Niu trở về khoang máy bay, Banh muốn nghĩ cách đập vỡ cửa khoang điều khiển, còn Niu thì bị fan chất vấn. Rốt cuộc cô làm chuyện đáng xấu hổ gì, hồn ma nói chính vì cô mà bắt tất cả chúng tôi chết theo. Chính vào lúc này, ánh đèn trong khoang hành khách tắt ngúm toàn bộ, ngay sau đó tiếng cười kinh dị vang lên. Mọi người sợ đến mức co ro lại với nhau, nhà sư cùng mọi người bắt đầu đọc kinh. Phi công không chịu nổi nữa, chất vấn Niu. Vì bất đắc dĩ nên Niu đành nói ra sự thật. 10 năm trước, Niu là tiếp viên hàng không trên chiếc máy bay này, tất cả hành khách mất hết lý trí giống như bị chúng ta vậy, mọi người tàn sát lẫn nhau, Niu là người sống sót duy nhất, những tiếp viên đẩy xe thức ăn đều là đồng nghiệp cũ của cô. Niu giơ đèn pin lên nhìn vào cửa, quả nhiên bên trên đều là vết cào cấu năm đó. Vì muốn mở cửa khoang điều khiển, Banh và mọi người đến kho. Chính vào lúc tìm kiếm dụng cụ thì mấy đôi chân dài từ trên trời rơi xuống. Banh và mọi người nghĩ ra cách hay để đối phó, đó chính là nhắm mắt đại pháp. Tôi không mở mắt ra đấy, xem mấy người dọa tôi kiểu gì. Anh Tết Tóc chưa trải sự đời, không kiên trì bao lâu đã mở mắt ra nên được hồn ma tiếp đón nồng hậu. Anh Tết Tóc sợ quá, tìm được một chiếc rìu rồi chém lung tung vào không khí, sau đó tung chiêu tiểu lý phi đao trúng mặt phi công khiến đối phương chết ngay tại chỗ. Giết chết người đầu tiên xong, anh Tết Tóc điên rồi, trở thành kẻ giết người số 1, đến An Anh cũng không cần nữa, cầm bình chữa cháy đập mạnh xuống giết chết hai mạng người. Sau đó anh ta phá cửa nhà vệ sinh, không may đập trúng người nước ngoài đang mở cửa, thuận lợi giết ba người. Bên kia, Fan trở thành kẻ giết người số 2, vốn dĩ cô ta muốn tìm con gái mất tích gíp, kết quả cũng bị ma nhập, đẩy xe thức ăn đâm loạn xạ. Nhà sư không làm hại đến ai, chỉ nằm trên nền đất niệm kinh nhưng trong mắt Fan, anh đã biến thành hồn ma, chiếc xe đâm sầm về phía đó. Cô gái nước ngoài cũng khó trốn khỏi kiếp nạn, bị Fan đánh ngã ngửa rồi cứ mặt mà đập. Mấy người Banh đi xuyên qua khoang hành khách, trong khoang đều là hành khách của 10 năm trước. Anh Tết Tóc đi một hồi thì bị chai rượu đâm trúng bụng, hóa ra Fan đã kết liễu anh ta. Ba người nhóm Banh lại chạy đến khu cơ khí, lúc này các tiếp viên hàng không lại xuất hiện, nhắm mắt đại pháp đã bị ao rồi. Bọn họ lại phát minh ra cười đùa đại pháp, không ngừng cười lớn về phía bọn ma, kết quả chúng tức đến mức trực tiếp tan biến. Đột nhiên máy bay bắt đầu nghiêng ngả, rơi cực nhanh xuống mặt đất, dụng cụ ăn trong xe bay ra ngoài đâm hết vào ngực Fan, chị ta trầu diêm vương luôn. Banh dùng rìu cậy được cửa khoang nhưng sau khi đi vào thì họ đều ngây ra. Trên kính ngoài máy bay có vô số hồn ma bò thành bầy, cơ trưởng và cơ phó đã chết từ lâu. Mấy người họ miễn cưỡng giữ cho máy bay thăng bằng, đồng thời liên lạc với bộ chỉ huy. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa kết thúc, tất cả hồn ma bên ngoài đều bò đến chỗ kính chắn gió, mục đích của chúng chính là Niu. Niu đã sụp đổ, cuối cùng cũng nói ra sự thật giấu kín. Hóa ra vong hồn của đồng nghiệp đã mất đều hiện lên vì Niu, tất cả mọi người vốn dĩ đều được cứu sống, nhưng do năm đó Niu nhốt tất cả đồng nghiệp bên ngoài, thậm chí vì bản thân, cô ấy còn tận tay dùng cửa kẹp chết một đồng nghiệp, sau cùng chỉ có mình cô ta sống sót. Lúc này máy bay sắp hạ cánh rồi, nhưng trên kính toàn là hồn ma nên không nhìn rõ đường. Banh hốt hoảng đập vỡ bàn điều khiển trên máy bay, có lẽ hồn ma cho rằng máy bay chắc chắn sẽ rơi nên bọn chúng đều biến mất, vết rỉ sét trên thân máy cũng biến mất hoàn toàn. Máy bay đâm về hướng mặt đất, có thể sống sót hay không toàn bộ dựa vào ý trời. Trên đường bay, máy bay bắt đầu trượt dài, Banh vội vã phanh lại. Cuối cùng của cuối cùng, lúc sắp đâm vào tòa nhà lớn thì 407 đã dừng hẳn. Xe cứu hộ thi nhau chạy đến, hồn ma đều biến mất tăm, hơn 20 người trên máy bay chỉ còn lại 4 người họ sống sót. Niu đứng ở cửa máy bay tạm biệt Banh, lúc ba người định thần lại mới phát hiện Niu không hề xuống máy bay. Hóa ra cô ấy đã chết trên đó rồi, người vừa mới xuất hiện chẳng qua là hồn ma thôi, cũng coi như từ biệt chính thức với mọi người. Máy bay tai nạn lại được công ty tạm thời niêm phong, còn Niu thì ở trên 407 chờ đợi hành khách mới của cô ấy. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là Chuyến bay định mệnh. Câu hỏi của kỳ này, các bạn có xem từ đầu đến cuối không? Vậy chắc chắn lá gan của các bạn rất lớn rồi, bạn nào xem hết hãy comment ở phần bình luận cho bọn mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.